máy cho anh chị luôn. Thì trước khi mà cắm điện vô là trong máy là nó sẽ có hai cái con ốc trong này, là nó giữ cái cố định cái lồng này lại. Thì khi nhận máy thì anh chị tháo ra, nhớ ngay là tháo cái này ra để cho cái lồng nó mới xoay được. Rồi, như vậy thôi. Rồi trong máy là bao gồm 16 cái dĩa lưới để mình xáy thực phẩm, lưới là inox 304. Rồi, và nó tặng thêm cho mình một cái mâm inox nữa, mâm như thế này để là mình đựng phía dưới cùng á, mình hứng những cái đồ thừa vương vãi rơi xuống. Rồi. Máy thì sử dụng điện 220, công suất 1.300. Thì anh chị lưu ý là ví dụ như những dây điện như đồ á, là mình những ổ cắm điện nó phải đủ tải trên 2000W để máy nó hoạt động ổn định, không có bị tắt nửa chừng hoặc là nó sáy yếu. Vì trong máy nữa là nó có quyển sách hướng dẫn sáy tất cả rất nhiều món thực phẩm. Anh chị quan tâm thì anh chị theo dõi trong này. Thì tuy là tiếng nước ngoài nhưng mình có thể hiểu sơ là ví dụ như giả dụ như chuối là nó cắt 0.5 cm, rồi ngâm với nước muối pha loãng xếp vào trong máy, cài nhiệt độ là 70, thời gian là 4 đến 5 tiếng, thì nó cho là thành phẩm như thế này. Hoặc là anh chị dùng phần mềm Google dịch á, trong cái điện thoại á, mình đưa sái món nào thì mình soi cái điện thoại vào đó thôi, rồi nó sẽ dịch ra tiếng Việt cho anh chị luôn, cũng rất tiện. Bây giờ nó cũng không phải là ngồi soạn là từng chi tiết từng tiếng Việt từng chữ nữa, cũng này có sái rất nhiều món bánh trái rồi hoa quả thịt cá. Đây, này rất tốt. Rồi để em gắm điện bật sơ cho anh chị xem. Rồi quay phía trên. Đây, khi mình cắm điện sử dụng điện 220 thì máy là có một cái công tắc màu đen, một cái đồng hồ và một cái nhiệt độ. Thì mình bật, nếu mà chị sấy chạy tự do bật về mức 1, bật nhiệt độ lên. Rồi hai cánh quạt sẽ quay và cái lồng nó sẽ bắt đầu nó xoay. Đó, là nó sẽ đảo chiều liên tục và thực phẩm của mình nó sẽ khô đều hơn và tiết kiệm điện, tiết kiệm thời gian sáng cho anh chị. Còn tiếp tục bác nhé. Tiếp tục về mình bật về mức 2. Bật về mức 2 này là mình cài thời gian từ 1 cho tới 15 tiếng tùy. Ví dụ như chị vặn cái nấm màu trắng này về tới số 3, có nghĩa là cài 3 tiếng. Nhiệt độ là 40, nó chạy đúng 3 tiếng, 40 độ nó sẽ ngắt. Đúng 13 tiếng nó sẽ tắt. Đó, máy sẽ hoạt động đơn giản như vậy thôi. Máy này có thiết kế là có bánh xe di chuyển nữa, phía trước có gương đường lực để mình tiện quan sát. Nó này thì bằng inox 304 của hãng Sipri. Máy này thì có tiếng là máy sấy rất tốt đây. Rồi nội dung cơ bản của máy là như vậy. Và trong máy là bên em sẽ dán một tiền bảo hành trên này. Mọi vấn đề gì hoặc là những thắc mắc gì về máy thì anh chị liên hệ là mình sẽ hỗ trợ. Vì cầu quá trình sử dụng á, anh chị nhớ sử dụng điện điện 220, đừng có sáy liên tục quá. Ví dụ như mình sáy mình cảm giác cái thân máy mà nó nóng quá rồi á, thì mình cho máy nghỉ cỡ khoảng 30 đến 45 phút để mà mình mới sáy tiếp. Để những cái dây điện hay là những cái điện trở đồ trong máy nó không có bị quá nóng quá tải thì máy sẽ hoạt động rất bền. Thì có quầy nữa. Ngoài đó. Ừ. À.